Miễn chào quý vị, anh chị cô chú quay trở lại kênh của Viết Phú. Hôm nay thì trước mặt quý vị, anh chị cô chú là hai mẫu đồng hồ của Orient. Đây là hai mẫu đồng hồ đang được giảm giá trong dịp này của thị trường Nhật Bản nha quý vị nhé. Đồng thời thì đấy là một số cái đồng hồ đã đóng hộp và chờ gửi cùng luôn với cái lô này. Thì Zalo của Viết Phú là số điện thoại đầu số Nhật Bản cộng 81 và số là 080 6817 3970. Quý vị kết bạn Zalo thì chú ý là tìm số điện thoại Nhật Bản nhé. Nếu quý vị tìm số điện thoại Việt Nam thì sẽ không ra được. Nhiều anh chị có vào đây xem số điện thoại trên màn hình hoặc là em có giới thiệu rồi nhưng mà vẫn tìm bằng số Việt Nam nên là không thể ra được. Tiếp theo là hai cái sản phẩm thuốc bổ máu của Nhật Bản, Rubina, lọ 180 viên dùng cho 20 ngày, có chức năng bổ máu cho những người mà trung tuổi trở lên một chút. Date của sản phẩm đến tận năm 2026 nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về thời gian sử dụng. Cái này thì đối với người dưới 15 tuổi thì người ta không áp dụng cho sử dụng, mà trên 15 tuổi thì mới có thể được sử dụng cái sản phẩm này nha quý vị nhé. Đây là một sản phẩm bổ máu có thể nói là thông dụng nhất của Nhật Bản. Đây là thời điểm hiện tại Việt Nam cũng bán rất là nhiều. Thì bây giờ thì em sẽ xin đi vào hai cái sản phẩm đồng hồ Orient giảm giá của ngày hôm nay. Đầu tiên thì em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một mã đồng hồ Orient rất là thiết kế thuần túy đơn giản và cũng hết sức là tinh tế đẹp, với cái mặt gương nó có hơi cái phần hơi lồi lên một chút, nó cầu lên một chút, nhìn khá là chắc, nhìn rất là chắc chắn. Các cái chân và cái mặt ngoài thì được mạ vàng đồng, rất là đẹp, logo của Orient. Và đây là một sản phẩm có mã là SAC003, có chức năng chống nước 30 m, và em sẽ đo kích thước, máy là máy automatic. Kích thước của sản phẩm này là bộ vành đường kính ngoài là 41 mm nha quý vị nhé. 40.5 mm thì là thông số không công bố. Nó có thể là mình đo bằng kích thước này không phải là kích thước chuẩn mà là chỉ thước tượng trưng bằng nhựa nên là nó sẽ là không được hiển thị chính xác lắm. 40.5 mm nha quý vị nhé. Chức năng chống nước 30 m với cái gương cầu này, gương nó rất là hơi lồi này. Đấy, quý vị có thể thấy có chức năng chống xước nha quý vị nhé. Phía sau thì có logo của Orient và của hãng là hãng Epson sản xuất, và có chức năng chống nước này. Đây là thép không gỉ Made in Japan nha quý vị nhé. Đây có cái chữ Made in Japan này, và đây là thông số máy, đây là có ghi là BBE0378 logo này. Và đây là một lớp màng bọc còn chưa em còn để nguyên, đây có tem niêm yết của người ta. Phía sau quai thì cũng có logo của Orient, quai bằng da, và đầu quai da thì tất nhiên là vẫn có cái logo Orient và mạ vàng đồng như đồng đồng bộ với cái mặt sản phẩm này. Đây là một thiết kế phù hợp cho những anh chị cô chú thích sự thuần túy, sự đơn giản, và tất nhiên là cũng không không thể là không đẹp được. Một sản phẩm là em sẽ ôm lên tay, và em tay em khá là bé. Đây, quý vị có thể thấy là đối với một cái mặt 40.5 thì đeo lên đôi tay bé như Viết Phú tầm chu vi 15.5 cm thì có thể là phù hợp. Thì sản phẩm này đang được niêm yết tại Nhật với giá 2,6, hơn 2,6 man, tương đương với 5,5 triệu Việt Nam đồng. Và trong đợt dịp này thì quý vị tranh thủ mua dịp hàng giảm giá này, thì quý vị mua hàng sale tại Viết Phú thì hàng về Việt Nam chỉ là 3 triệu 600 nghìn đồng nha quý vị nhé. 3.600.000 đồng một sản phẩm có chức năng chống nước 30 m, chống xước bề mặt, made in, đảm bảo được cái vấn đề về chất lượng, made in Japan, nổi tiếng toàn cầu, và thiết kế thì trẻ trung, đơn giản và cũng hết sức là thanh lịch. Đấy, một sản phẩm vừa phù hợp, rất phù hợp về giá, mà có thể đảm bảo được cái sự sở thích của một một số anh chị cô chú. Thì những sản phẩm này là sản phẩm hết sức bình thường nha quý vị nhé. Nhiều anh chị em có bán đồng hồ bên này thì thường thường là cái quảng cáo lên trời đấy là siêu phẩm hay là cực phẩm gì, không hề là cực phẩm gì cả. Nếu siêu phẩm thì không ai người ta đi giảm giá kiểu như vậy. Bây giờ trừ khi đó là những cái con sản xuất của hàng chục năm trước, còn đây là một sản phẩm hết sức bình thường tại bên Nhật này,
Thực phẩm ở đâu thì em không biết, nhưng bên Nhật này nó là hết sức bình thường. Đấy, đang được sale giảm giá vào cái dịp cuối tuần chuẩn bị tuần lễ vàng tại Nhật. Bằng như ở bên mình có 30 tháng 4 thì mùng 1 tháng 5 bên này người ta cũng có cuối tháng 4. Đây thì là giấy bảo hành nội địa nhé. Warranty Valid Only Japan nhé. Chỉ áp dụng tại Nhật Bản nhé. Đây là cái thông số sản xuất của đồng hồ này của hãng Seiko Epson Corporation. Đó là cái đồng hồ Seiko và Epson và Orient là cùng một hãng sản xuất nha quý vị nhé, chia ra nhiều nhánh. Một ông thì làm Seiko, một ông làm Orient và một ông thì làm Epson. Epson thì có máy in, máy photocopy, máy tính, laptop. Ở Việt Nam thì chưa ai dùng máy Epson nhưng mà bên này thì người ta dùng máy laptop của Epson rất là nhiều. Và Việt Nam khá lạ nên em cũng không lấy máy đây về để bán vì quý vị cũng chưa quen với cái thương hiệu đấy nên em không lấy. Đây là hộp của sản phẩm này. SAC003 WKO. Giá niêm yết là 5 triệu 5 về ở tại Nhật, chưa có bao gồm cước vận chuyển. Tuy nhiên thì nếu quý vị mua hàng giảm giá tại Việt Phú đợt này nhân dịp tuần lễ vàng thì cái giá này về Việt Nam sẽ rơi vào 3 triệu 6 Việt Nam đồng. Giá đã bao gồm cước vận chuyển và thuế phí các thứ. Đấy thì SCV002 WKO quý vị nhá. Đấy là một sản phẩm. Còn bên này thì là cái sản phẩm em đã từng giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú trong những cái video lần trước. Đây là một cái mã Seiko Standard Semi. Con này thì cái mặt kính của nó cũng khá lồi nhưng mà nó không lồi bằng cái con vừa đây. Đấy, vẫn còn rất là phẳng phiu. Giá niêm yết của sản phẩm này thì hiện tại các em cũng đã thông báo trong video trước đây là 3 man cộng với thuế nghĩa là 3 man 3.000 yên. 33.000 yên. Tới đây là có thông tin sản phẩm này. Made in Japan này, Nihon C này. Đây có máy này thì có là một máy automatic có chức năng là lên cót tự động cộng với lên cót bằng tay nha quý vị nhé. Đấy thì phía sau này thì cũng thông tin về chống nước 50m này. Made in Japan và stainless steel, thép không gỉ này. Đấy, đây là của hãng Epson này. Nó thể thấy cái cơ cái này thì nó đẹp vì nó thấy được cái phần cơ máy ở phần bên trong. Các cái phần giờ giấc và cái mặt ngoài thì được mạ bằng vàng vàng đồng rất là đẹp. Sản phẩm này thì em cũng đã từng thông báo trên cái các video trước và giá và cái đường kính của nó vẫn là 41 mm nha quý vị nhá. Giá niêm yết của sản phẩm này thì 3 man 3 tương đương khoảng tầm 7 triệu 2 Việt Nam đồng. Nếu quý vị mua hàng tại Việt Phú thì giá về Việt Nam của sản phẩm này là 4 triệu 400 nghìn đồng nha quý vị nhá. Automatic Made in Japan quý vị nhá. Có chức năng lên cót tự động và lên cót bằng tay luôn. Đấy, đeo lên thì khá là đẹp. Đối với tay bé cũng rất là ok. Sản phẩm của hãng Orient. Đấy, Seiko Epson Corporation. Đây, cái này thì em cũng đã giới thiệu kỹ hơn ở trong cái video trước này, em không có giới thiệu kỹ lắm, em chỉ có khách đặt nhân tiện cùng với cái sản phẩm kia thì em sẽ review cho quý vị cùng xem thôi. Còn quý vị có thể vẽ một kênh Facebook fanpage bán hàng của Việt Phú order hàng Nhật, em sẽ để ở dưới phần mô tả video, quý vị vào đấy có thể lựa chọn nhiều mẫu đồng hồ đang được giảm giá rất là nhiều vì nhiều khách người ta đặt mấy cái luôn nên em đặt thẳng từ hãng mà đi về kho luôn chứ em không đặt về nhà nữa nên là em một số cái không có để quay video cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo thì em sẽ cố gắng gửi về nhà, em mất thêm một lượt cước nữa nhưng mà sẽ có video để review cho quý vị anh chị cô chú theo dõi một cách trực quan hơn và có thể lựa chọn nó dễ hơn. Cái sản phẩm này thì có một quý khách, có một chú ở Đức về người Thái Nguyên thì chú ấy cũng ở Đức thì cái đồng hồ các sản phẩm của Đức thì nó rất là ok. Tuy nhiên thì chú cũng tin tưởng ủng hộ Việt Phú và một cái sản phẩm Orient đang được giảm giá sale đợt tuần lễ vàng này. Nhiều bạn cũng giới thiệu đây là một cực phẩm hay siêu phẩm nhưng đối với Phú là bình thường hết nha quý vị nhé, không có gì là cực phẩm siêu phẩm cả, giảm giá tận 30% thì cực phẩm cái gì, nhưng mà nó là một sản phẩm tốt đảm bảo Made in Japan chuẩn. Máy automatic lên cơ bằng tay bằng tự động luôn, chống nước 50m đấy, vừa đảm bảo được các cái chức năng chống xước chống nước, chức năng sử dụng bình thường và thẩm mỹ đẹp và chất lượng Made in Japan. Thì đây là một cái dịp mà hàng người ta đang giảm giá nhiều nên quý vị có thể tranh thủ lựa chọn cho mình một vài cái sản phẩm ở tại Việt Phú ở hàng Nhật cũng như là các sản phẩm chức năng
về thuốc và sức khỏe nha quý vị nhé. Đây thì em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Viết Phú trong ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.